Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Dầu gió xanh hiệu con ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, tin mừng cho tất cả homeowners trên toàn quốc. Nếu quý vị cần tiền, chúng tôi sẽ giúp quý vị mượn thêm tiền từ căn nhà của quý vị với tiền lời rẻ nhất và lệ phí tốt nhất. Không rẻ nhất chắc chắn không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoan FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi phần tin tức của Việt Face Today trong ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị cùng bước vào với bản tin trong ngày thứ Năm, ngày 1 Tây tháng 6 năm 2023. Chúng ta đã bước vào ngày đầu tiên của tháng 6, thưa quý vị. Và vẫn là một lời cầu chúc về sức khỏe tốt đẹp nhất. Mong rằng chúng ta sẽ có một tháng 6 thật là dồi dào sức khỏe. Xin kính chào Tyler. Xin chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, trong cái phần mà gọi là không có được đưa lên trên YouTube đó, thì anh Dũng, anh có hỏi rằng là tháng 6 có ngày ho đi gì không? Tại anh còn lưu luyến cái ngày lễ chiến sĩ Trần Vong. Tôi nói là tháng 6 thì không có cái lễ quốc gia gì hết trơn, nhưng mà có cái lễ cá nhân. Anh Dũng thành thật khai báo là anh sắp sửa đi đâu và tại sao mà ngày mai chúng ta phải thấy cái mặt của chú Thư Lưu lên đến đây. Đó là một cái gương mặt mà nhiều khán giả cũng rất là thích xem. Dạ. Là vì cái giọng đọc của chú Thư Lưu cũng rất là hấp dẫn. À, vâng, thưa quý vị, ngày mai thì anh Dũng sẽ nghỉ 2 tuần để đi một số cái công chuyện đó. Cho nên là chú Thư Lưu sẽ làm việc cùng với Thay Lê Diệp. Thì chúng tôi sẽ trở về vào ngày 14 sẽ trở lại để làm việc trở lại với các cái chương trình tin tức của đài. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Tyler. Ráng cố gắng ở nhà gồng ha. Và bắt đầu từ ngày mai, những phân tích hay là bình luận về vấn đề chính trị sẽ giảm. Chúng tôi sẽ nói những chuyện đời thường nhiều hơn cho quý vị nghe. Mời Dũng đưa vô với cái phần mà gọi là tin liên quan đến Hạ viện thông qua trần nợ công tối hôm qua. Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy thì các nhà kinh tế của Hoa Kỳ có lẽ đã thở phào một cách nhẹ nhõm vì viễn tượng của một cuộc khủng hoảng nợ trần hoặc là khủng hoảng về phá sản, hoặc là nói nôm na đó là Hoa Kỳ vỡ nợ đó, nó đã không diễn ra. Tối ngày hôm qua thì Hạ viện đã thông qua dự luật để ngăn chặn khả năng vỡ nợ này. Hiện nay thì cái con số mà các phiếu bầu để cho cái vấn đề này thông qua đó, ở tại sàn Hạ viện là 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống. Và như vậy thì luật đã được thông qua. Thỏa thuận này sẽ đình chỉ giới hạn nợ của quốc gia cho đến năm 2025, và nó sẽ ngoài cái việc mà giải quyết nợ hạn nợ đó, thì dự luật này cũng giới hạn chi tiêu quốc phòng, cắt giảm một số các quỹ cứu trợ COVID-19 và mở rộng yêu cầu công việc đối với một số người nhận tem thực phẩm. Cái dự luật giới hạn chi tiêu phi quốc phòng, tức là không có nằm ở trong cái lĩnh vực quốc phòng. 149 đảng viên Cộng hòa và 165 đảng viên bên Dân chủ đã bỏ phiếu để ủng hộ dự luật này. Trong khi đó thì 71 đảng viên Cộng hòa và 46 đảng viên Dân chủ khác thì bỏ phiếu chống lại nó. Bây giờ thì người ta đang trông chờ rằng Thượng viện sẽ cần phải thông qua dự luật trước khi nó được gửi đến bàn của Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Ở Thượng viện thì bất kỳ nhà lập pháp nào cũng có thể trì hoãn một cuộc bỏ phiếu để thông qua cái việc này một cách nhanh chóng, có thể nó bị trù trừ hoặc là bị dây dưa. Vẫn chưa rõ khi nào thì một cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra. Tuy nhiên cái khung thời gian để thông qua dự luật đó là vô cùng chặt chẽ, vì chúng ta cũng biết trước sau gì thì ngày 5 tháng 6 cũng là cái hạn chót, và nó phải đến bàn của Tổng thống Joe Biden trước cái ngày này để Tổng thống có thể ký thành luật và sau đó là giải ngân ngay trong các cái chương trình để tránh cái tình trạng vỡ nợ. Thưa quý vị, một trong những vị dân biểu đảng Cộng Hòa trong cái khối cực hữu, ông Ken Buck, đã cho CNN biết vào tối ngày hôm qua rằng là một số các đồng minh của ông sẽ đề cập đến chuyện làm sao mà trước phế Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong vài tuần tới đây. Ông Ken Buck là một trong 71 dân biểu bên đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại cái thỏa thuận nâng trần nợ công mà Kevin McCarthy đã điều đình được với lại Tổng thống Joe Biden. Ông Ken Buck cho biết rằng là sẽ có một cái cuộc đối thoại trong cái nhóm của tôi về việc đưa ra một cái đề nghị
để mà giải tán cái người chủ tịch của Hạ viện. Hãy chờ xem. Và thì chắc là có để trong 1-2 tuần tới chúng ta xem coi rằng là cái chuyện này nó có hình thành hay không. Và cái điều khó nhất hiện nay rằng là nếu mà trút phế Kevin McCarthy thì phe Cộng Hòa đưa ai lên để mà nắm giữ cái chức vụ này? Vâng, thưa quý vị, cái đề tài này thì chúng tôi sẽ trở lại ngay trong cái chương trình phần cuối trong chuyện trong ngày để xem tại sao. Bởi vì đã thông qua trần nợ rồi thì đây một số các cái vị khác ở trong thượng viện, chẳng hạn như là lãnh đạo khối thiểu số của thượng viện Mitch McConnell, ngày hôm qua đó, sau khi cái việc trần nợ này được thông qua tại Hạ viện thì ông cũng lên tiếng ngay. Ông nói là với cái việc là thông qua này ở Hạ viện thì ông McCarthy nên ăn mừng nó. Nhưng mà tại sao lại có người lại muốn trút phế ông ấy? Chúng ta sẽ chờ để nghe phần phân tích với Taylor Diệp ở phần cuối. Trong khi đó thì luật sư của cựu tổng thống Donald Trump, ông James Trusty, trong ngày hôm qua đã xuất hiện trên đài truyền hình CNN. Và trong đó thì ông cũng đưa ra một theo như một những cái báo cáo của các đài tin tức đó, thì CNN đã tuyên bố rằng các công tố viên liên bang hiện nay đang điều tra cái khả năng giải quyết sai các tài liệu mật của cựu tổng thống. Trong đó mà họ đã có một cái đoạn băng ghi âm mà cựu tổng thống đã thừa nhận là ông ấy đã giữ một tài liệu tuyệt mật của ngũ giác đài. Và cái việc này đã được chính cựu tổng thống đề cập đến trong một cuộc họp diễn ra vào năm 2021. Trong bản tin buổi chiều ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã đưa đến quý vị bản tin này. Đây là một điều mâu thuẫn rõ ràng với những lời bào chữa trước đây của cựu tổng thống là tổng thống đã có thể giải mật tài liệu chỉ bằng cách nghĩ về nó, cụm từ này trong ngoặc kép. Thì ngày hôm qua thì phóng viên của CNN đã hỏi luật sư của cựu tổng thống Donald Trump, nếu như điều này được giải mật thì tại sao chúng ta lại nói rằng cựu tổng thống trong cuốn băng này về cơ bản là nói với những người trong phòng là ông ấy không thể chia sẻ nó với họ. Tất nhiên là nó có điểm mâu thuẫn, không thể chia sẻ với nó, tất nhiên là cái vấn đề đó nó còn là hồ sơ mật. Thế nhưng mà lại nói là ông có thể giải mật bằng cách nghĩ về nó, thì đó là một cái kiểu, cái cách mà người ta đang phân tích và người ta đang tìm ra. Khi mà ông Collins trả lời câu chuyện đó thì nói rằng luật sư Corcoran của cựu tổng thống Donald Trump đã bị ngăn cản trong cái việc lục soát văn phòng ở Mar-a-Lago của cựu tổng thống trong cái thời gian mà lực lượng FBI đến đó để mà lục soát. Và điều này nó đặt ra câu hỏi là liệu có bất kỳ báo cáo nào dựa trên những rò rỉ của họ là hợp pháp hay không. Và cho dù là chúng ta có lấy nó thông qua một người thứ ba nào đó thì đây vẫn là một báo cáo mà dựa theo những cái tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Do đó đây là một cái vấn đề có lẽ là trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ lại gây thêm cái sự nhức đầu cho cựu tổng thống Donald Trump khi mà người ta lại xoay mũi dùi vào việc này. Ngày hôm qua thì công tố viên đặc biệt ông Jack Smith cũng đã tuyên bố rằng hiện văn phòng của ông ấy đã có được cái đoạn thu âm này. Và chúng ta sẽ chờ xem những cái diễn biến trong những ngày sắp tới như thế nào. Luật sư Trusty của cựu tổng thống Donald Trump thì nói rằng được những cái điều này là tôi thực sự nghĩ rằng người xem của cô, tức là người xem của đài CNN đủ thông minh để nhận ra rằng tôi đang giữ lập trường về nguyên tắc. Và cho dù quý vị có muốn theo đuổi câu chuyện bị rò rỉ đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không coi trọng cái việc này như là một sự thật. Chúng tôi sẽ không đưa điều này ra để trình bày trên đài CNN. Đó là lời nguyên văn của ông Trusty đã nói như vậy. Thưa quý vị, Thống đốc Ron DeSantis trong ngày thứ tư hôm qua cam kết rằng là nếu mà đắc cử tổng thống, ông sẽ cách chức giám đốc FBI Christopher Wray và cũng như là sẽ phải cải cách lại nguyên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì bộ này đã coi như rằng mất định hướng trong việc thi hành các nhiệm vụ của họ và đã được sử dụng như là một vũ khí để nhắm vào các người dân Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên mà ông Ron DeSantis dành cho giới truyền thông sau khi tuyên bố tranh cử tổng thống, ông DeSantis cho biết rằng là không, tôi sẽ không giữ Christopher Wray là giám đốc của FBI, tôi sẽ bổ nhiệm một người mới ngay lập tức trong ngày đầu tiên. Ông phát biểu như vậy với đài truyền hình Fox News. Tưởng xin nhắc lại thưa quý vị, Christopher Wray trước đây từng được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc FBI. Trước đó thì ông Wray là luật sư đại diện cho Thống đốc Chris Christie ở tại tiểu bang New Jersey, trong lúc mà ông Christie gặp nhiều cái tai tiếng liên quan đến một số các vụ scandal. Và gần đây nhất thì ông Ron DeSantis cũng cho biết rằng là ông sẽ bổ nhiệm một bộ trưởng tư pháp
mà có một cái xương sống rất là cứng rắn, một cái người mà phải làm việc của họ trong lúc bị các cơ quan truyền thông cánh tả như là tờ Washington Post, tờ New York Times tấn công. Và ông nói rằng là khi mà một bộ trưởng tư pháp của tôi bị CNN tấn công ở trên TV đó, thì cái người đó phải mang cái việc đó như là một cái bằng danh dự, rằng là mình làm đúng chuyện cho nên mình mới bị CNN tấn công ở trong những chương trình ban đêm. Gần đây nhất thì càng ngày thấy rằng là cái chuyện mà cơ quan FBI và Bộ Tư pháp bị lôi cuốn vào những cái cuộc tranh cãi chính trị càng ngày càng nhiều. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, vào ngày hôm nay thứ Năm theo giờ địa phương ở tại Nhật Bản cho biết là thật không may khi mà Trung Quốc từ chối yêu cầu để gặp gỡ ông ấy và người đồng cấp Trung Quốc Li Shangfu khi cả hai tham dự đối thoại Shangri-La ở tại Singapore. Phát biểu với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada trong chuyến thăm Tokyo, Bộ trưởng Austin cho biết là ông hoan nghênh bất kỳ cơ hội nào để tham gia với các lãnh đạo và ông tin rằng các bộ trưởng Bộ Quốc phòng nên có một kênh liên lạc cởi mở hơn đối với cái tình hình hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng nhiều quốc gia có năng lực đáng kể nên ngồi xuống nói chuyện với nhau để có thể quản lý một cách trực tiếp những cuộc khủng hoảng, đồng thời có thể ngăn chặn các tình trạng vượt quá khỏi sự kiểm soát. Việc mà không có cuộc gặp gỡ giữa các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra vào thời điểm quan hệ hiện nay giữa hai nước đang trở nên nguội lạnh, bao gồm là việc Hoa Kỳ đã bắn hạ một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị nghi ngờ. Bên cạnh đó là căng thẳng về việc Hoa Kỳ hỗ trợ Đài Loan và điều mà Hoa Kỳ gọi là một cái sự xâm lấn của Trung Quốc. Ngoài ra thì mới hôm qua hôm kia thì chúng ta cũng nghe một bản tin là các phi cơ chiến đấu của Trung Quốc bay chặn đầu một máy bay dò thám của Hoa Kỳ ở trên không phận quốc tế, và điều này lại càng làm thêm cho cái vấn đề trở nên căng thẳng. Trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật, ông Hamada, thì nói với các phóng viên là ông và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đồng ý để tiến đến một sự hợp tác chặt chẽ hơn đối với các thách thức do Trung Quốc đặt ra, và nói rằng điều quan trọng là phải giữ một cuộc đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc. Có nghĩa là hiện nay thì tất cả các vị bộ trưởng Nhật Bản, Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Austin, đang tập trung chú ý và kêu gọi là Trung Quốc nên ngồi xuống để nói chuyện giữa các cấp lãnh đạo của Bộ Quốc phòng để có thể tiến tới một cái sự quản lý chặt chẽ hơn các sự xung đột, các sự xích mích hiện nay. Thưa quý vị, cơ quan biên phòng và cũng như là cửa khẩu biên giới cho biết rằng là họ đã tìm thấy một số lượng lớn của loại độc phẩm methamphetamine trong một cái xe tải mà chứa cái loại rau cải kale tại một cái trạm kiểm soát giữa biên giới với Mỹ và Mexico ngay tại tiểu bang California. Cơ quan US Customs and Border Protection cho biết là một người đàn ông lái một chiếc xe tải lớn đang đi lái ngang qua cái cửa khẩu ở tại Otay Mesa Cargo Facility. Ông ghi danh rằng là cái xe tải của ông chở những cái thùng hàng mà đựng những cái cải mà gọi là cải kale đó, không biết quý vị biết cái loại cải này không, cải này được ăn trong salad. Người Mỹ thích ăn trên hình kia đó. Người ta thích ăn tại vì nghĩ rằng là nó có cái dinh dưỡng. Thì khi mà cảnh sát biên phòng tới gần để mà gọi là lục soát thêm thì họ tìm thấy được 268 thùng kale mà trong đó đựng khoảng 6.000 pound methamphetamine, tức là một loại thuốc nghiện mà buôn bán ở trong cái thị trường lậu ở tại Mỹ. Cái người tài xế đó đã bị câu lưu và đã được chuyển cho Bộ Nội an để mà điều tra thêm là 6.000 pound hả? 6.000 pound của cái loại thuốc này. Tức là thuốc viên methamphetamine. Gần 3 tấn. Yeah. Thì đây là một cái số lượng rất là lớn. Chứ quý vị cũng biết là cái khủng hoảng về cái loại hiện nay đó, nó đang là một cái sự khủng hoảng lớn ở tại Hoa Kỳ. Và trong thời gian qua chúng ta cũng đã nghe là chính quyền đã bắt giữ rất là nhiều những cái đợt buôn lậu này, che giấu bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên nó vẫn lọt. Đây là những cái tin tức mà chúng ta đã thấy là những cái vụ bắt được thôi, còn những cái vụ mà lọt lưới thì chắc chắn cũng rất là nhiều, phải không ạ? Đó là một cái tình trạng rất là đáng báo động trong các cái trường học ở tại Hoa Kỳ hiện nay.
Trở lại phần tin tức tiếp theo của Việt Face Today trong ngày hôm nay, thưa quý vị, sang qua tình hình ở tại Trung Quốc. Ở phía nam nước này, tỉnh Vân Nam, hiện nay đang có một số các cuộc biến động liên quan đến một số những người biểu tình. Gồm có 30 người biểu tình đã bị bắt giữ vì những cái cuộc đụng độ đã diễn ra vào cuối tuần qua giữa hàng trăm cảnh sát vũ trang và người Hồi giáo Hui cố gắng ngăn chặn việc phá hủy một mái vòm của một nhà thờ Hồi giáo trong khu vực. Nhà chức trách ở thị trấn Nagu có đa số người Hồi giáo bắt đầu bắt giữ những người vi phạm trật tự công cộng sau nhiều vụ đụng độ giữa lực lượng chức năng và những người biểu tình vào ngày thứ Bảy. Đây là một phần trong quá trình, theo như bài báo này cho biết rằng nó là một quá trình hán hóa tôn giáo dưới thời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đồng thời nó mở ra một cuộc đàn áp trên toàn quốc Trung Quốc đối với những hoạt động và những địa điểm tôn giáo của người Hồi, Cơ Đốc giáo và Phật giáo Tây Tạng kể từ năm 2017. Nhà thờ Hồi giáo do người Hồi giáo Hui điều hành ở đây thì gần đây đã mở rộng một số các ngọn tháp và mái vòm của nó. Đây là một hành động mà bị tòa án địa phương phán quyết là bất hợp pháp. Tờ báo cũng như là hãng thông tấn Al Jazeera đã đưa tin này trong cái bối cảnh lo ngại rằng các cuộc đụng độ có thể xảy ra khi mà chính quyền tiếp tục tiến đến cái việc phá hủy một mái vòm được gọi là Shadian vào ngày thứ Sáu. Thì đó là cái hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy, là cái mái vòm này là họ không cho phép để xây dựng tiếp tục và đang muốn phá nó đi. Thì những người Hồi giáo Hui đã tổ chức những cuộc biểu tình và đã xảy ra những cuộc bạo động. Và cho đến giờ phút này thì chính quyền đã bắt giữ 30 người biểu tình. Một sĩ quan cảnh sát của địa phương khi mà được các hãng thông tấn gọi đến để hỏi về tin tức và yêu cầu bình luận thì ông này đã bỏ điện thoại và chỉ nói một câu: tôi không biết điều gì đang xảy ra. Thưa quý vị, các quốc gia phương Tây hiện nay vẫn không đồng nhất trong việc là liệu những viện trợ quân sự mà họ dành cho Ukraine có nên được sử dụng để mà phản công vào những địa điểm ở trong lãnh thổ của Nga hay không. Một số các quốc gia, ví dụ như là quốc gia Estonia, thì cho biết rằng là Ukraine hoàn toàn có đầy đủ cái thẩm quyền để mà phản công vào những khu vực trong lãnh thổ của Nga, chứ không nhất thiết là phải duy trì lực lượng quân sự của họ trong lãnh thổ của Ukraine mà thôi. Nhưng sau đó thì một số các quốc gia khác, ví dụ như là nước Pháp, thì lập luận rằng là Pháp chỉ muốn thấy những thiết bị quân sự mà Pháp cung cấp cho Ukraine được sử dụng để mà bảo vệ lãnh thổ của Ukraine thôi, chứ không nên được sử dụng để mà nhắm vào những địa điểm hay là căn cứ chiến lược ở trong lãnh thổ của Nga. Về phần của Hoa Kỳ thì ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ, cho CNN biết vào thứ Tư ngày hôm qua, nói rằng là một khi Washington cung cấp những hệ thống vũ khí cho Ukraine thì Ukraine có toàn quyền để mà sử dụng nó theo ý muốn hay là theo các mục tiêu chiến lược của Ukraine. Và ông nói tiếp rằng là đây là những cái sự khác biệt giữa các quốc gia đồng minh mà hiện nay đang viện trợ cho nước Ukraine. Các quan chức cho biết là một đoàn tàu chở theo một số các vật liệu nguy hiểm đã bị trật đường rầy ở tại khu vực Tây Bắc của tiểu bang Minnesota, ngay phía nam với biên giới Canada vào ngày hôm qua thứ Tư. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này thì theo các chính quyền địa phương cho biết là không có dấu hiệu bị rò rỉ. Tuy nhiên là họ cũng vẫn chặn một số các cái đoạn giao thông xa lộ nó gần cái khu vực đường rầy này khi mà chiếc tàu lửa này nó bị trật bánh. Chuyến tàu có tên là Canada Pacific gồm có 25 toa xe, trong đó có một số toa chở các chất lỏng dễ cháy, chưa được xác định đó là chất gì. Nó đã bị trật đường rầy ở Lancaster khi đang trên đường đến Canada. Giám đốc quản lý khẩn cấp ở quận Kitson, Scott Olson, đã tuyên bố như thế và xác nhận tin tức này với đài CNN. Ông Olson cho biết là hiện nay chưa có phát hiện bất kỳ một sự rò rỉ hoặc là bất kỳ thương tích nào được báo cáo, đồng thời cho biết thêm là các biện pháp phòng ngừa cũng đang được thực hiện trong trường hợp có những rò rỉ xảy ra. Thông tin chi tiết về nguyên nhân gây ra trật bánh này chưa có ngay lập tức. Người ta vẫn còn đang tiếp tục điều tra tại sao mà đoàn tàu này bị trật bánh. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Antony Blinken,
đã gặp gỡ với lại Tổng thư ký của lực lượng NATO tại Norway trong tuần này, ngày hôm nay. Lực lượng NATO cho biết rằng là quốc gia này hay là tổ chức này vẫn tiếp tục đưa ra những áp lực mới với Thổ Nhĩ Kỳ để mà thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ nên ủng hộ cái việc mà cho Sweden gia nhập thành viên của khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương trong những tuần lễ tới đây, nhất là sau khi mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa mới tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Và NATO cho biết rằng là chỉ cần Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc này thì coi như là Sweden đã hội đủ những điều kiện căn bản cần thiết để mà gia nhập khối NATO. Và ông Anthony Blinken có mặt ở trong tại Na Uy trong trong ngày hôm nay để mà bàn thảo về vấn đề đó. Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga trước bình minh sáng sớm ngày hôm nay vào thủ đô của Ukraine đã giết chết 3 người, trong đó có một đứa trẻ 9 tuổi và mẹ của em này. Cuộc tấn công mới nhất của Nga được sử dụng cái mà các quan chức của Ukraine cho rằng đó là hỏa tiễn phóng từ mặt đất Iskander tầm ngắn. Và nó diễn ra trùng với các sự kiện được lên kế hoạch ở thủ đô Kiev của Ukraine kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Những sự kiện này đã bị hủy bỏ. Lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ ít nhất là khoảng 10 hỏa tiễn hành trình và đạn đạo do lực lượng của Điện Kremlin phóng đi. Các mảnh vỡ của nó rơi xuống gây thiệt hại và thương vong trên mặt đất, khiến cho 16 người bị thương, 16 người Ukraine. Nga đã duy trì những cuộc tấn công đều đặn vào thủ đô Ukraine trong những ngày vừa qua, ở nhiều khu vực và kể cả các khu vực khác của Ukraine trong những tuần lễ gần đây, khi mà thủ đô Kiev đang chuẩn bị sẵn sàng cho những gì mà họ nói là một cuộc phản công mạnh mẽ nhằm đẩy lui quân xâm lược Moscow 15 tháng sau cuộc xâm lược toàn diện của phía Nga. Thủ đô Kiev hiện nay là mục tiêu của khoảng 17 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn vào hồi tháng trước. Kể từ tháng 2 năm 2022, thì theo thống kê cho biết rằng đã có ít nhất là 525 trẻ em Ukraine đã thiệt mạng và ít nhất là 1.047 em đã bị thương, theo Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine đã báo cáo trong ngày hôm qua. Thưa quý vị, tối cao pháp viện của Brazil đã chính thức đưa ra một bản án với lại cựu tổng thống của nước này, Fernando Collor de Mello, với một cái bản án lên đến 8 năm tù giam và 10 tháng tù, nguyên là 8 năm 10 tháng tù sau khi ông này đã bị kết tội với những tội danh liên quan đến tham nhũng và rửa tiền. Vào tuần trước thì tòa án tối cao của Brazil cũng đã coi như là buộc tội vị cựu tổng thống 73 tuổi này đã nhận hơn 20 triệu đồng tiền Brazil, tương đương với 4 triệu đồng tiền Mỹ hay là 3.7 triệu euro trong những vấn đề mà gọi là hối lộ liên quan đến công ty quốc doanh Petrobras, đó là công ty mà năng lượng dầu khí của Brazil do chính phủ sở hữu, khi mà ông này còn làm chức vụ là thượng nghị sĩ của Brazil từ năm 2010 cho đến năm 2014. Ông Fernando Collor đã nhận những tiền hối lộ để mà coi như là cung cấp những cái coi như là giấy tờ dễ dàng hơn cho những người có liên quan đến cái vụ hối lộ này. Chiều trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Vâng, thưa quý vị, như trong phần tin ở trên thì chúng tôi đã gửi đến quý vị một bản tin liên quan đến dân biểu Cộng Hòa, ông Ken Buck, đại diện cho Colorado, đã chính thức tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Meet the Press vào ngày hôm thứ Ba, cho biết là để đưa ra một cái khả năng để trút phế cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Lý do tại sao? Đó là vì, theo ông này và cũng như là một số các thành viên bảo thủ của đảng Cộng Hòa, thì nói rằng thỏa thuận trần nợ giữa ông Chủ tịch Kevin McCarthy cùng với Tổng thống Joe Biden đã được thông qua. Và trước đó thì Chủ tịch Hạ viện McCarthy tuyên bố rằng tất cả những cái điều yêu cầu cắt giảm chi tiêu, sau đó nó hợp với cái mức chi tiêu năm 2022. Thế tuy nhiên, sau khi mà thỏa thuận này, các chi tiết đã được nêu ra, thì người ta thấy là các cái phần mà cắt giảm chi tiêu nó không bằng vào cái thời gian 2022. Và qua đó thì các thành viên bảo thủ của Cộng Hòa trong Hạ viện
đã đưa ra một cái thỉnh nguyện thư và nói rằng có lẽ là họ sẽ cần để mà trút phế ông này vì những cái điều mà ông ấy đã hứa đã không đạt được. Tuy là người dân Hoa Kỳ thì đang rất an tâm với cái việc là thỏa thuận này đã được thông qua. Bên cạnh đó thì dân biểu Dan Bishop cũng đã của Cộng Hòa ở tại North Carolina, trong một cuộc họp báo vào ngày thứ ba mà ông này, ông Dan Bishop là người đầu tiên đưa ra cái ý kiến là cần phải trút phế Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Ông nói rằng tôi nghĩ việc này cần phải được tiến hành càng sớm càng tốt. Nói tóm lại là hiện nay Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang phải đối mặt với một sự bất đồng từ trong các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, và nó rõ ràng là những thành viên khối bảo thủ. Thế thì ông sẽ đối phó với việc này ra sao và phải giải quyết vấn đề này như thế nào, và liệu nó có ảnh hưởng gì đến những cái hoạt động của ông trong những ngày tới, hay là ông có đủ khả năng, hoặc là họ có đủ khả năng để trút phế ông ấy hay không? Mời quý vị cùng theo dõi với phần nhận định và phân tích với Tyler Diệp sau đây. Thưa quý vị, nếu quý vị nhìn vào cái con số của độ như 71 dân biểu Cộng Hòa mà bỏ phiếu chống lại cái thỏa thuận giữa Kevin McCarthy và ông Joe Biden đó, thì một số đông các dân biểu mà đã bỏ phiếu no hay là bỏ phiếu mà ngược lại cái này đó, họ bỏ phiếu mang tính cách là biểu tượng nhiều hơn, có nghĩa rằng là họ có cái tác phong là bảo thủ, và họ muốn rằng là cử tri trong cái khối MAGA hay là cử tri mà rất là bảo thủ nó nghĩ rằng là họ luôn luôn là một người bảo thủ, cho nên là họ biết rằng là cái dự luật này đủ phiếu đã thông qua Hạ viện rồi thì thôi mình cũng không cần mà gọi là đi sống chết với nó để làm cái gì. Cái đó là cái việc đầu tiên mà tôi muốn ghi nhận. Cái chuyện thứ hai nữa rằng là trong cái số 71 người mà bỏ phiếu no đó thì đúng, chắc cũng sẽ có khoảng chừng 20 mấy người thật sự là rất là tức giận là Kevin McCarthy đã đem về một cái thỏa thuận mà họ cho rằng là không có cắt giảm ngân sách hay là chi tiêu của nước Mỹ một cách đáng kể, mà cứ tiếp tục gia tăng cái việc mà chúng ta nợ nần những quốc gia khác. Thì bây giờ mình nói về 20 mấy người dân biểu mà thật sự nghĩ rằng là Kevin McCarthy đã không đem về được một cái thỏa thuận mà ưng ý cho họ đi nha. 20 mấy người này họ dư sức để mà gây phiền toái cho Kevin McCarthy. Tại vì theo cái nội quy hiện tại của cái Hạ viện này đó, là chỉ cần một dân biểu trong khối đa số, đó là khối Cộng Hòa, có quyền đưa ra một cái đề nghị là trút phế, hay là có một cuộc bỏ phiếu để mà trút phế cái người Chủ tịch Hạ viện. Thì dĩ nhiên rằng là thí dụ như là khi một người mà đưa ra cái đề nghị này thì nguyên Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu, dĩ nhiên là phe Dân Chủ họ sẽ bỏ phiếu cho người của họ, đó là Kevin Jeffrey. Và phe Cộng Hòa nếu mà chỉ cần 5 hay 6 dân biểu Cộng Hòa mà bỏ phiếu cho một người khác mà không bỏ phiếu cho Kevin McCarthy đó, là Kevin McCarthy sẽ mất ghế này liền. Thì bây giờ cái phần còn lại đó, mà chắc quý vị hỏi rằng ôi giờ nếu mà 20 mấy dân biểu Cộng Hòa mà thật sự bất mãn với Kevin McCarthy thì ông Kevin McCarthy mất ghế đúng không? Trên nguyên tắc là như vậy, nhưng mà thực tế đó là nếu mà 20 dân biểu Cộng Hòa mà bất mãn với cái thỏa thuận của Kevin McCarthy đó thì họ cũng phải đưa ra một cái người nào khác để mà thay thế chứ. Chứ không lẽ là cứ không lẽ Hạ viện cứ ngồi đó bỏ phiếu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lên tới lần thứ 15 hay lần thứ 25 để mà tìm kiếm một cái người nào khác. Cái kẹt của cái nhóm mà Freedom Caucus ấy, là đúng, họ có thể gây phiền toái rất nhiều cho Kevin McCarthy, nhưng mà họ không đủ thực lực trong cái khối Cộng Hòa để mà đưa ra một cái người riêng của họ. Nên là cái khối Cộng Hòa ở tại Hạ viện hiện nay nó là 200, tôi nhớ không lầm, nó có thể là 218, 210 mấy người gì đó. Thì muốn làm đa số khối này thì cái nhóm Freedom Caucus cũng phải có hơn 100 thành viên thì mới gọi là đa số trong cái khối đa số. Còn đằng này mình là thiểu số trong cái khối đa số mà mình muốn đi tay ngang. Mình muốn rằng là lãnh đạo của cái khối đa số trong cái khối của mình đó, phải nghe theo ý của mình, dù rằng là mình chỉ có 20 mấy người thôi. Thì cái khó là khó như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Kevin McCarthy là một người rất là khéo léo. Ông này có thể uống nắng đủ thế hết để mà làm sao mà có thể giữ được cái chức Chủ tịch Hạ viện của ông. Thì chắc là ông phải dành ra thời gian 1-2 tuần để mà vuốt ve một số người hơi cực đoan trong cái nhóm Freedom Caucus để mà họ đừng có nghĩ đến cái chuyện mà đưa ra một cái đề nghị mà để mà trút phế ông.
quý vị thấy rằng là ngay tại trong cái ủy ban mà Rules Committee đó, có 3 thành viên của nhóm Freedom Caucus rất là cực đoan, nhưng mà rốt cuộc họ cũng không ngăn chặn được cái dự luật này ra khỏi, tại vì trong trong cái khối này lại có một người trong cái khối Freedom Caucus trong cái ủy ban Rules Committee mà lại đi bỏ phiếu thuận theo Kevin McCarthy. Thành ra là nó hơi phức tạp, nhưng mà nói chung rằng là ông Kevin McCarthy chắc trong tuần này và tuần tới sẽ phải bỏ ra chút xíu công phu để mà rót nước đường vô trong miệng của một số người mà gọi là hơi hơi cực đoan một chút xíu. Nhưng mà thôi, cái đó là cái chuyện phải làm, thì muốn làm lãnh tụ thì phải chịu khó như vậy thôi, chứ biết sao giờ. Hai năm sau nếu mà bầu cử nữa thì hy vọng là ông có một cái đa số lớn hơn đó, thì ông không cần mà phải để ý đến những cái tên mà phá hoại như vậy. Nói là đổ nước đường vô miệng người ta nghe nó thô thô quá. Ta nói là dắt xuống muộn cam, tôi go vô full Little Sài Gòn đi ăn chè đi. Vâng, thưa quý vị, và đó là những cái đe dọa, những cái đang nhức đầu hiện nay mà Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang phải đối mặt, cho dù là đã vượt qua được cái vấn đề thỏa thuận trần nợ công. Chúng ta sẽ chờ xem liệu điều này rồi sẽ diễn biến như thế nào trong những ngày sắp tới. Cảm ơn phần phân tích với Thái Đại Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Dầu gió xanh hiệu con ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, tin mừng cho tất cả homeowners trên toàn quốc. Nếu quý vị cần tiền, chúng tôi sẽ giúp quý vị mượn thêm tiền từ căn nhà của quý vị với tiền lời rẻ nhất và lệ phí tốt nhất. Không rẻ nhất chắc chắn không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoan FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá, thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn. Bạn đang cần chiếc loa karaoke nhỏ gọn, mạnh mẽ, giá rẻ, thiết kế cực đẹp và có thể mang đi khắp nơi với pin tích hợp. Loa karaoke sách tay Tamon S1 chính là lựa chọn của bạn. Công suất 2000 W max, 3 đường tiếng, 2 microphone pin siêu bền bỉ, có thể thao giọng hát của bạn, echo reverb cực hay, nhiều cổng kết nối như HDMI, Bluetooth, USB. Tamon S1 đang có giá ưu đãi rất tốt cho khách hàng Việt Face TV, chỉ với 799 đồng, bạn sở hữu chiếc loa all-in-one cao cấp nhất hiện nay, nhiều màu sắc lựa chọn. Giá Hưng, nhà cung cấp thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. 407-704-6970. Để đến với DMJ Gems kim cương nhân tạo Lab Grown Diamond và Moissanite 3D Arizona, DMJ Gems chuyên cắt kim cương nhân tạo có giấy giám định quốc tế như là GIA và IGI. Chúng tôi chuyên bán sỉ và lẻ đặc biệt kim cương thiên nhiên, và chúng tôi có đủ loại hình dạng và đủ màu sắc cho các loại kim cương như Lab Diamond, Natural Diamond và Moissanite. Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không đẹp như kim cương thiên nhiên. DMJ Gems đang sell xoàn Moissanite 3D Arizona made in USA, hiệu Forever One và Ming Forever. 1 carat nước DFL Super Ideal cut 500 mỹ kim Lab Grown Diamond hiệu IGI và GIA. 1.17 carat nước D VVS1 Ideal cut 1500 mỹ kim GIA 2500 mỹ kim. 2 carat nước E VVS2 Ideal cut 1900 mỹ kim GIA 4200 mỹ kim. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website dmjgem.com. Trong suốt tháng vừa qua, đã có hàng trăm khách hàng gọi đến cho Si Bình Trần và hỏi cùng một câu hỏi: tôi không có việc làm, tôi không chứng nhận được income, tôi từ Việt Nam mới sang, tôi không có tín dụng, có thể mượn tiền để mua nhà hay không? Yes, yes, yes. Hãy gọi ngay Si Bình Trần Financial 714-791-2222. Tiền lời rẻ nhất chắc chắn là rẻ nhất, bởi vì không rẻ nhất không phải là Steven Trần.
Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám lên mũi xài đi, mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng mất một viên một phòng đào nhất cái gì nữa, không cần trồng đỡ nữa, cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.